ngày 5 tháng 5 năm 2023 nhằm ngày 16 tháng 3 năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Long Xuyên, Môn đồ Pháp Quyến cử hành lễ truy niệm và phụng tống Kim Quang, cố ni trưởng Thích Nữ Sơn Liên, trụ trì tịnh xá Bát Nhã, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Thiện Bình, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Thượng tọa Thích Thường Tấn, Ủy viên Thường trực Ban trị sự tỉnh hội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Long Xuyên, Trưởng Ban tổ chức, cùng quý Chư Tôn Đức Ban chứng minh, Chư Tôn Đức Tăng Ni huyện, thành phố, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Bạc Liêu, cùng các tỉnh bạn về chứng dự. Đại diện cho ban tổ chức Môn đồ Pháp Quyến, Thượng tọa Thích Thiện Giác, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Long Xuyên cùng tuyên tiểu sử và hành trạng của ni trưởng Thích Nữ Sơn Liên. Sinh thời, ni trưởng đã thể hiện trách nhiệm đời đạo vẹn toàn, được giáo hội tặng bằng khen công đức và giấy khen các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt được Hội đồng Nhà nước, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng huân chương kháng chiến hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen khác. Với công đức và đạo hạnh của ni trưởng được tăng ni gần xa kính mến, là một tấm gương cho hàng Phật tử noi theo. Sự ra đi của ni trưởng để lại cho môn đồ Pháp Quyến và Phật tử gần xa một niềm kính tiếc vô hạn, nhưng công hạnh và đạo nghiệp vẫn sống mãi trong cuộc đời. Theo quy luật vô thường, sanh, lão, bệnh, tử, ni trưởng nhẹ nhàng xả bỏ báo thân về nơi cõi tịnh vào lúc 4 giờ 15 phút ngày 13 tháng 3 năm Quý Mão, trụ thế 87 năm, Hà Lạp 42 năm. Sư cô Thích Nữ Sơn Trinh, đại diện cho môn đồ Pháp Quyến, đối trước giác linh ni trưởng ân sư, dâng lên đôi dòng hoài niệm trước khi cung thỉnh nhục thân ni trưởng về nơi trà tỳ đài hỏa táng. Thượng tọa Thích Thường Tấn, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Long Xuyên, ban lời đạo từ và chia buồn đến môn đồ Pháp Quyến và quý Phật tử sau sự ra đi của ni trưởng ân sư trụ trì tịnh xá Bát Nhã. Trong niềm kính tiếc vô hạn, đại diện môn đồ Pháp Quyến đã dâng lời cảm tạ đến Chư Tôn Đức Tăng Ni đã quan lâm hộ niệm trong suốt thời gian diễn ra lễ tang của cố ni trưởng. Buổi lễ trang nghiêm với nghi thức phất trần và sau đó, Ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cử hành lễ phụng tống Kim Quang cố ni trưởng đến đài hỏa táng Phúc Yên, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên trong tiếng đồng thanh niệm Phật của tăng ni Phật tử.